Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay em lại đi kiếm một loại dược liệu, một loại cây sử dụng rất là phổ biến trong các cái món ăn hay là cái bài thuốc trị mất ngủ hay là bị suy nhược thần kinh thì cái loại cây này rất là tốt. Đây, đây là nguyên một cái đám đất mà người ta chưa có sử dụng ấy, người ta trồng chuối nên là nó lên rất là nhiều. Các cô bác và anh chị nhận ra đây là cây gì chưa ạ? Đây là cây lạc tiên nha các cô bác và anh chị. Ở trong phía Nam thì em thấy các bà con cô bác mình sử dụng cái ngọn của nó để làm rau, làm thực phẩm rất là nhiều trong các cái món ăn. Ăn nó cũng khá là ngon. Không những trị được rất là nhiều bệnh mà điển hình là cái bệnh mất ngủ, ngủ không ngon giấc và suy nhược thần kinh thì mình sử dụng cái cây lạc tiên này nó rất là tốt. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số những cái công dụng rất là tuyệt vời của cái cây lạc tiên này. Đây, cái hoa của nó này cô bác anh chị. Cái trái này. Cái trái này nó chín ăn rất là ngon luôn. Đó. Cái trái chín có ở trong Nam hình như nó còn có cái tên là cây nhãn lồng, cây có nhiều tên lắm, ở mỗi vùng miền nó có một tên khác nhau nhưng mà cái tên mà phổ biến nhất là cây lạc tiên. Đó, cái trái của nó này, nó chín thì nó sẽ màu vàng, còn đây nó chưa có chín thì nó đang màu xanh. Hôm nay em sẽ đi lấy một ít cái dây này về để mình làm thuốc trị mất ngủ. Rồi bây giờ em sẽ lấy đã nhé. Đây cô bác và anh chị ơi, vậy là em đã lấy cái dây của cái em lấy được một mớ đây rồi. Hôm nay em sẽ phơi một cái mẹt này. Mình cái dây dây này thì mình lấy về, mình lấy cả phần dây và phần lá, phần thân như này luôn. Các anh chị và cô bác sẽ cắt cho em từng khúc một khoảng 3-4 cm như thế này. Mình phơi. Cái cây lạc tiên này thì nó sẽ mọc dại thôi, nó mọc rất là nhiều mà tốt lắm. Như cái vùng, như cái chỗ mà lúc nãy em nói á, nguyên một cái bãi đất đó là nó lên cái cây này là không đó các anh chị cô bác. Nó nhiều lắm. Mình cứ để như thế này rồi mình phơi thôi, mình phơi cho nó khô đi. Rồi mình pha, mình uống như trà, mình nấu mình uống như trà vậy đó. Đây này, cái phần lá và ngọn non này này, các anh chị và cô bác mình có thể ăn nhé. Mình xào, mình nấu hoặc là nhúng lẩu, ăn rất là ngon luôn. Cây lạc tiên thì còn có một số tên khác như là cây nhãn lồng, cây chùm bao hay là dây bầu đường. Cái bộ phận để dùng làm thuốc thì mình có thể dùng toàn thân, trừ cái phần rễ ra thì mình lấy hết cái phần thân, phần lá, cái dâu rồi cái quả như em như này là mình có thể dùng toàn thân nhé. Cái cách mình sử dụng thì như em đã hướng dẫn đây, mình sẽ lấy cái cây về, mình cắt khúc ra như thế này và mình phơi khô và mình bảo quản, mình bỏ vào túi, mình bảo quản ở nơi thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp. Công dụng của cái cây lạc tiên này thì theo y học hiện đại thì lạc tiên giúp an thần và giúp giấc ngủ ngon. Thành phần ở trong cây lạc tiên giúp kéo dài giấc ngủ nhờ cản được hoạt động của caffeine trên cơ thể. Cái công dụng thứ hai đó là hỗ trợ bệnh lý tim mạch, hồi hộp, đánh trúng ngực thì cây lạc tiên khắc phục được chứng tim đập nhanh. Cái công dụng thứ ba đó là cây lạc tiên giúp thanh lọc cơ thể và mát gan. Thứ tư là trong cây lạc tiên thì nó điều trị hiệu quả các cái cơn đau tử cung và cái đường tiêu hóa, chống co thắt và giãn cơ trơn. Đó là theo y học hiện đại, còn theo y học cổ truyền thì cái cây lạc tiên có vị ngọt, đắng, tính mát. Công dụng là an thần, lợi tiểu, tiêu viêm và giảm đau, thanh nhiệt, giải độc.
chủ trị các cái chứng mất ngủ, nằm mơ nhiều, nóng gan, tim hồi hộp, suy nhược thần kinh, đau nhức xương khớp, người mệt mỏi và viêm mủ da. Tùy vào mục đích sử dụng thì cây lạc tiên có thể sử dụng bằng nhiều cách và liều lượng khác nhau. Lạc tiên có thể dùng dưới dạng thuốc sắc uống, là mình phơi khô này mình sắc uống. Mình có thể dùng ngoài da hoặc là mình có thể ăn trực tiếp những cái ngọn non và lá non như thế này. Liều dùng thì cái dạng sắc uống thì mình sẽ dùng từ 6 đến 16 gram một ngày. Mình nên uống trước khi đi ngủ 1 giờ để tăng cái tác dụng an thần. Mình có thể dùng ở dạng cao lỏng hoặc là siro. Dược liệu khô thì mình có thể dùng từ 20 đến 40 gram, hãm như hãm trà với nước uống hàng ngày. Dạng viên nang thì mình có thể dùng 90 mg một ngày. Và tiếp theo đây em sẽ chia sẻ một số bài thuốc từ cây lạc tiên. Cái bài thuốc đầu tiên và phổ biến mà được nhiều cô bác và anh chị biết đến đó là hỗ trợ chữa suy nhược thần kinh và mất ngủ. Thì mình sẽ dùng 16 gram lạc tiên, mình đem đi mình sắc uống mỗi ngày. Hoặc là mình có thể kết hợp lạc tiên với các cái vị thuốc khác như là lá vông, tâm sen, lá dâu. Thì mình nấu thành cao lỏng và mình sử dụng 2 đến 4 thìa to và mình uống trước khi ngủ là khoảng 5 gram đó các anh chị và cô bác. Cái bài thuốc thứ hai đó là hỗ trợ điều trị viêm ngoài da và ngứa. Thì mình có thể lấy cái cây lạc tiên tươi hoặc là khô 100 gram, mình đem đun nấu lấy với 2 lít nước và mình dùng cái nước đó để mình tắm rửa lên cái vùng da cần điều trị. Cái bài thuốc thứ ba đó là thanh nhiệt mát gan từ cái quả lạc tiên. Thì mình có thể cái quả này nè các anh chị. Đây. Cái quả của nó khi mà nó chín, hôm nay em cắt cái dây này nó đang ra quá trời quả, tiếc lắm luôn đó. Đây, mấy cái quả này mai mốt nó chín đi á, thì mình có thể dùng cái quả này mình dầm như mình lấy cái hạt ở bên trong. Khi chín thì cái hạt này này nó sẽ chua chua ngọt ngọt rất là thơm. Mình có thể có là mình dầm ra với đường đá mình ăn, nó cũng giúp thanh nhiệt giải độc rất là tốt. Và cũng có một số lưu ý khi mình sử dụng cái cây lạc tiên thì mình cũng không nên sử dụng quá nhiều với cái liều lượng lớn thì nó sẽ không tốt đối với cơ thể. Vậy trên đây em đã chia sẻ những cái công dụng rất là tuyệt vời của cái cây lạc tiên này rồi. Đó, một cái cây mà nó mọc dại thôi nhưng mà em thì thường thường là mất ngủ và ngủ không có được sâu giấc, hay kiểu mơ mình nằm mơ mà nó miên man á, cái kiểu là ngủ, cái giấc ngủ, cái chất lượng giấc ngủ không tốt á. Nên là em thường xuyên là mình ăn mình đi hái những cái ngọn này này về mình luộc mình ăn, hoặc là mình nhúng lẩu ăn rất là ngon nha các anh chị và cô bác. Những cái ngọn này này người ta ngoài chợ em thấy các cô bác người ta cũng bán rất là nhiều luôn, và mình có thể là mình ăn cái này. Hoặc là làm như em thì rất là tiện hơn là mình phơi khô cái này ra rồi mình pha trà, mình pha như pha trà, mình uống thay nước hoặc là uống kết hợp với nước lọc hàng ngày thì nó cũng cải thiện cái tình trạng giấc ngủ và làm cho cái thể trạng của mình tốt lên rất là nhiều, vừa thanh lọc cơ thể vừa làm cho cái giấc ngủ của mình chất lượng ngon giấc hơn, không bị suy nhược nữa. Cái cơ thể của mình nó cũng sẽ khỏe mạnh hơn khi mà cái giấc ngủ của mình nó hiệu quả chất lượng. Video chia sẻ về cái cây lạc tiên cũng như là một số bài thuốc trị mất ngủ từ cái cây lạc tiên của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.